Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 25 tháng 11, tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị tổ chức liên quan. Đối đáp với ý kiến của các luật sư cho rằng các bị cáo thực hiện hành vi xuyên suốt nhưng tách ra thành hai tội danh là bất lợi cho bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng căn cứ kết quả điều tra, diễn biến hai phiên tòa có thể thấy bà Trương Mỹ Lan với vai trò là cổ đông chiếm đến 91,5% cổ phần. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, về yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan và các luật sư cho rằng bị cáo có nhiều tính tiết giảm nhẹ đối với án tử hình về tội tham ô tài sản, đây là một nội dung lớn. Theo Viện Kiểm sát, Tại điểm C, khoản 3, điều 40 Bộ luật hình sự quy định, người bị kết án tử hình mà nộp ít nhất 2 phần 3 tài sản tham ô thì không thi hành án tử hình. Ngoài ra, nghị quyết số 3 của Hội đồng Thẩm án Tòa án Nhân dân tối cao cũng quy định, nếu người phạm tội nộp ít nhất 3 phần 4 tài sản hoặc nhờ người thân nộp lại số tiền tham ô thì sẽ được xem xét giảm án. Viện Kiểm sát kết luận, trong trường hợp bị cáo Trương Mỹ Lan, nếu nộp độ 3 phần tư tài sản tham ô, tức khoảng 280.000 tỷ đồng, thì mới có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt tử hình trong giai đoạn thi hành án. Hơn nữa, trong quá trình xử lý tài sản ở giai đoạn này, nếu bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, có thể nộp đơn lên Chủ tịch nước để xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu, Viện Kiểm sát ghi nhận thái độ tích cực của bị cáo Lan cùng nỗ lực khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Tuy nhiên, thiệt hại là con số quá lớn chưa từng có trong lịch sử. Đại diện Viện kiểm sát cũng nhấn mạnh việc xem xét giảm nhẹ án phụ thuộc vào mức độ hợp tác tích cực của bị cáo trong giai đoạn thi hành án. Điều này bao gồm việc phối hợp với ngân hàng SCB, cơ quan thi hành án và các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm xử lý tài sản nhanh nhất, qua đó giảm thiểu hậu quả. Đại diện Viện kiểm sát bổ sung, tuy nhiên, đây chỉ là quan điểm của Viện kiểm sát, còn quyết định cuối cùng thuộc về hội đồng xét xử. Ngoài ra, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận các nỗ lực của bị cáo, bao gồm việc mang các dự án vào khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, không kêu oan và tích cực huy động người nhà, đối tác để khắc phục hậu quả cũng như chủ động thi hành án. Tuy vậy, Viện kiểm sát nhấn mạnh rằng hậu quả của vụ án là chưa từng có tiền lệ, với số tiền tham ô khổng lồ, khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn. Vụ án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, thị trường tài chính và kinh tế đất nước. Đặc biệt, số tiền chiếm đoạt là tài sản nhà nước bao gồm tiền thuế của người dân và các khoản vay nước ngoài. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát giữ nguyên mức đề nghị tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Mỹ Lan đối với hai tội danh tham ô tài sản tử hình và đưa hối lộ 20 năm tù. Viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm mức án sơ thẩm từ 20 năm tù xuống còn 16 đến 18 năm tù đối với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp các mức hình phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn phải chịu trách nhiệm với mức án cao nhất là tử hình. Liên quan đến số tiền 6.095 tỷ đồng chuyển cho hai công ty là công ty Âu Lạc và công ty T và H Hà Long thuộc tập đoàn của Chúa Đào Tuần Châu. Trong phần tranh luận bổ sung, bà Trương Mỹ Lan cho biết đã làm việc với ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh, còn gọi là Chúa Đào Tuần Châu, từ năm 2016 và đã chuyển cho Đào Anh Tuấn, con trai ông Đào Hồng Tuyền, chủ tịch tập đoàn Tôn Châu, cùng hai công ty số tiền trên để thực hiện các thỏa thuận hợp tác. Bà Lan khẳng định, số tiền này không liên quan đến SCB mà là tiền của bị cáo. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nói thêm rằng, lúc đó bà đã kêu gọi khoảng 60 nhà đầu tư nước ngoài vào để thực hiện hợp tác với Tuần Châu, thuê những đơn vị tư vấn, kiến trúc sư nước ngoài về để nghiên cứu, thiết kế các dự án ở phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với mong muốn biến khu vực này thành những công trình như Dubai. Cụ thể, ông Đào Anh Tuấn và hai công ty Âu Lạc, công ty T và H Hạ Long thuộc tập đoàn Tuần Châu nhận được từ phía bà Trương Mỹ Lan tổng cộng 6.095 tỷ đồng, bao gồm hai khoản. Khoản tiền thứ nhất là 3.179 tỷ đồng nhận được từ thỏa thuận chuyển nhượng 70,59% cổ phần của công ty T và H Hạ Long cho phía Trương Mỹ Lan với giá 1.411 tỷ đồng. Còn lại 1.768 tỷ đồng, các bên đang tiến hành bàn bạc để đối trừ vào các khoản bên bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận chung. Khoản tiền nhận thứ hai là 2.916 tỷ đồng. Công ty Âu Lạc, công ty T và H Hạ Long nhận được từ 5 công ty của bà Trương Mỹ Lan theo năm thỏa thuận khung hợp tác và chuyển giao tài sản là 243 căn nhà liền kề. Thuộc dự án khu biệt thự Morningstar và khu biệt thự Hoàng Long tương ứng với 9 sổ đất đã thế chấp để đảm bảo khoản vay của các công ty nhận chuyển giao tài sản nêu trên tại SCB. Theo tòa sơ thẩm, 6.095 tỷ đồng có nguồn gốc từ SCB, nên hai công ty này phải trả lại để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan nói rằng, ngân hàng SCB muốn nói 6.000 tỷ đồng là của mình thì phải có chứng cứ. Còn các tài sản công ty T và H Hạ Long và Âu Lạc Quảng Ninh đang thế chấp cho SCB là từ ông Đào Anh Tuấn để ân tình của bị cáo mà cho SCB mượn để tái cơ cấu ngân hàng. Bà Lan còn nhấn mạnh, SCB đừng vì thiếu tiền rồi nói tài sản này là của mình, khi Tuần Châu trả hơn 6.000 tỷ đồng thì phải trả sổ cho người ta chứ không thể giữ lại như vậy. Bà Lan còn đề nghị viện kiểm sát, hội đồng xét xử có biện pháp giải quyết cho phía Tuần Châu, vì nếu để lâu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Trong khi đó, người đại diện của ông Đào Anh Tuấn và hai công ty thuộc Tuần Châu cũng không đồng ý với quan điểm của SCB là giao các tài sản này cho SCB xử lý nợ. Trong quá trình xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm, bị cáo Lan không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Để tỏ ý muốn khắc phục hậu quả, Ngoài loạt tài sản đang bị kê biên, phong tỏa, bị cáo còn đem 658 mã tài sản hiện không thế chấp tại đâu đưa vào khắc phục. Tính đến thời điểm hiện tại, bị cáo Lan đã khắc phục thêm được 3.000 tỷ đồng. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, bị cáo Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như ăn năn hối cải, tự nguyện đưa ra các phương án khắc phục mới. Tuy nhiên, bị cáo chưa đủ điều kiện để giảm nhẹ hình phạt ở tội danh tham ô tài sản và đưa hối lộ. Vì vậy, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên mức án tử hình là tổng hợp hình phạt cho cả ba tội danh. Nghe mức án mà viện kiểm sát đề nghị, bị cáo Lan không giữ được bình tĩnh, có dấu hiệu bị choáng, đứng không vững và xin hội đồng xét xử được trình bày. Bị cáo Trương Mỹ Lan run rẩy nói trước tòa, nếu bị cáo không nói, chắc bị cáo sẽ ngất tại chỗ. Đến hôm nay nếu tiếp tục giữ mức hình phạt như thế thì bị cáo không còn tâm trí nào, tinh thần bị cáo bấn loạn gia đình bị cáo bây giờ cũng đã tan nát, bị cáo thật sự đã rất ăn năn hối cải, đã nhận tội hết. Bị cáo chỉ xin tòa xem xét cho bị cáo một con đường sống, xin cho bị cáo được đối chiếu với SCB một lần nữa. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng xin tòa xem xét suốt 10 năm qua, bị cáo đã cống hiến rất nhiều cho SCB, không chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. Trưa ngày 25 tháng 11 năm 2024, nhiều người dân tại xã Đồng Lạc, huyện Trường Mỹ, Hà Nội vẫn tập trung tại khu vực hiện trường của vụ tai nạn khiến bốn người trong một gia đình tử vong. Ông Đỗ Đức Huy, nhà gần ở hiện trường vụ tai nạn, kể lại: Hơn 20 giờ ngày 24 tháng 11, trong lúc ngồi xem điện thoại, ông nghe thấy tiếng động mạnh ở mương nước trước nhà. Ông Huy liền chạy ra bên ngoài để xem nhưng không thấy gì khác thường cũng như không nghe thấy tiếng kêu cứu của ai. Ông Huy kể, chừng 10 phút sau, tôi thấy có người hô phát hiện xe máy còn bật đèn dưới mương nước, nên lại chạy ra. Tôi hoảng hốt khi thấy bốn người ở dưới mương nước, người thanh niên ngồi ở vị trí lái xe, sau đó là hai trẻ em và một người phụ nữ ngồi sau cùng, họ vẫn ngồi trên xe máy và ôm chặt nhau. Cũng theo ông Huy, lúc đó mọi người nhanh chóng báo cho công an xã Đồng Lạc và đưa một cháu bé khoảng 9-10 tuổi đi cấp cứu. Ba người còn lại được công an xã đưa lên khỏi mặt nước và đã tử vong một số người dân khác thì cho biết, thời điểm trước 20 giờ khi họ đang đi tập thể dục thì có nhìn thấy một chiếc xe máy chở 4 người đi qua theo hướng từ ủy ban nhân dân xã Đồng Lạc đi xã Hồng Phong. Bà Thiêm, một người dân sống ở gần đó kể, tôi thấy xe máy đi với tốc độ cao, nhìn thấy họ đi qua một lúc thì có tai nạn ở khu vực ngã ba. Cũng theo bà Thiêm, con đường nơi xảy ra vụ tai nạn chưa bật đèn chiếu sáng nên buổi tối người dân đi lại khá khó khăn. Liên quan đến vụ tai nạn trên, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra vụ 4 người trong gia đình tử vong dưới mưa nước trên địa bàn. Vị lãnh đạo xã Đồng Lạc cho biết, bốn nạn nhân là người trong một gia đình, trong đó có một người phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, một nam thanh niên và hai trẻ em. Thời điểm phát hiện ra sự việc, ba nạn nhân tử vong tại chỗ, đến sáng nay tôi nhận được báo cáo là một trẻ em được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ tai nạn giao thông tự gây, người điều khiển xe máy đang đi trên đường thì lao xuống mương nước. Hiện, công an huyện Chương Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nhiều người dân sống gần khu vực phát hiện hơn 150 bộ hài cốt ở ngõ 167 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết. Nhiều khả năng bên dưới còn rất nhiều hài cốt. Tuy nhiên, chưa ai xác định được những bộ hài cốt này nằm ở đây bao lâu. Ông BxH 71 tuổi là một người dân ở đây chia sẻ Tôi sinh ra và lớn lên ở đây Từ nhỏ bố mẹ tôi đã cho biết Dưới nền đất ở khu vực này có nhiều tiểu chứa hải cốt Ngay cả những cụ già cả trăm tuổi cũng không biết rõ hải cốt được quy tập về đây từ bao giờ Như vậy có thể khẳng định Những chiếc tiểu đã ở đây hơn 100 năm Cũng theo ông Hát Xưa kia ở đây là ấp Thái Hà rộng lớn Gồm các phường Nam Đồng, Quang Trung và Trung Liệt Thuộc quận Đống Đa hiện nay Nơi nào không phải ao hồ thì phần lớn đều có tiểu dưới lòng đất Ông nói, đã từng có hộ gia đình khi đào móng nhà rộng 80m2, phải dùng đến 36 chuyến xe tải để chở hài cốt đi nơi khác. Tiểu được xếp thành tầng như những kiêu gạch. Cũng theo người dân ở đây, họ đã quen với việc hệ đào ở đâu cũng thấy tiểu nên không còn cảm giác sợ hãi. Bởi ngay từ nhỏ họ đã chứng kiến sống chung với những cảnh như vậy. Như đã đưa tin, hơn 150 bộ hài cốt được phát hiện khi nhóm công nhân đang tiến hành thi công cải tạo đường và hệ thống thoát nước tại ngõ 167 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Ủy ban nhân dân phường Quang Trung cho hay, chính quyền đang làm thủ tục theo quy định để di chuyển số hài cốt trên về nghĩa trang Yên Kỳ thành phố Hà Nội. Công an thị trấn Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh phối hợp đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện Hương Khê thành phố Hà Tĩnh kịp thời phát hiện bắt giữ DBZ sinh năm 2008, chú tại xã Hương Thủy, LVZ sinh năm 2007 và LAT sinh năm 2004 cùng chú tại xã HL có hành vi vận chuyển hai trong quả pháo tự chế. Công an thị trấn Hương Khê tiếp tục phối hợp đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy, công an xã Hà Linh tiến hành xác minh mở rộng làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ pháo của HST sinh năm 2008, HSA sinh năm 2005, NHL sinh năm 2009, HSDT sinh năm 2001, NVBL sinh năm 2009, NTS sinh năm 2012. HSD sinh năm 2002, NPT sinh năm 2003, trú tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, thu giữ hơn 600 quả pháo tự chế. Tại cơ quan công an, nhóm học sinh này khai nhận lên mạng internet đặt mua các nguyên liệu để học cách chế tạo pháo nổ. Hiện công an thị trấn đang tiếp tục phối hợp đội nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định. Trước tình trạng trên, Công an huyện Hương Khê khuyến cáo các phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em mình, kịp thời phát hiện, không chế tạo các loại pháo nổ để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, phía nhà trường cần phối hợp lực lượng công an giả soát, phát hiện sớm các trường hợp tương tự, đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo với các em học sinh và phụ huynh về sự nguy hiểm của hành vi này, không để tình trạng trên tái diễn. Thông tin từ Sở Y tế Cao Bằng cho biết, bé Giàng Mi Hứ, sinh năm 2013, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, có dấu hiệu bị ho sốt từ ngày 14 tháng 11, song vẫn đi học bình thường. Sau một tuần uống thuốc không khỏi, bệnh diễn biến nặng, đến 21 tháng 11, gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm khám điều trị. Mặc dù bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bé gái đã tử vong cùng ngày. Nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu, Trung tâm Y tế Bảo Lâm đã báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng và lấy mẫu dịch họng gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm tiến hành phun khử khuẩn nơi sinh sống của gia đình bệnh nhân và trường học, cách ly các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Ngày 23 tháng 11, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có kết quả xét nghiệm khẳng định mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh bạch hầu, Sở Y tế Cao Bằng cho biết chưa xác định được nguồn lây cũng như nguyên nhân gây bệnh bạch hầu cho bệnh nhân hát. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, bạch hầu là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm do vi khuẩn Corynebacterium diphtheria gây ra. Bệnh có khả năng lây lan mạnh gây dịch, đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản mũi. Bệnh còn có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác, kết mạc mắt, bộ phận sinh dục. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao từ 5-10% trên tổng số ca bệnh. Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B, lây qua đường hô hấp do tiếp xúc với người bệnh và người lành mang vi khuẩn. Thời kỳ ủ bệnh thường từ 2 đến 5 ngày với các biểu hiện lâm sàng chủ yếu như sốt, ho, đau họng, hạch góc hàm, sưng đau, tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, có giả mạc màu trắng xám, dai, dính ở amidan hoặc thành sao họng. Bệnh nhân cũng có thể bị viêm cơ tim, nhiễm độc thần kinh dẫn đến tử vong do ngoại độc tố của vi khuẩn.